nay đi lên thăm chị yêu. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay đi ăn trực, bữa nay đi ăn ké. Hôm nay là chị yêu nói là chị yêu nấu bún riêu nè, rồi làm gỏi của hủ dừa hả chị? Gỏi của hủ dừa. Lâu lắm mới ăn. Ủa mà ở đâu chị có hủ dừa vậy? Việt Nam xứ quê. Cái này của Việt Nam chứ đây đâu có đúng không? Đâu có. Đó, cái này là những món ăn mà lâu lắm rồi mình mới được ăn nè cả nhà ơi. Gỏi của hủ dừa và bún riêu của chị yêu nấu nha. Hôm nay đi lên ăn ké. Mấy bữa là nghe chị nói là lên đây nấu bún riêu ăn rồi thèm quá, bây giờ phải chạy lên đây ra ăn ăn ké nè. Mà mình nghĩ trong đầu mình là bữa nay mình lên mình ăn bún riêu với củ hủ dừa thôi, nhưng mà mọi người biết không, lên đây là có cái dĩa này là mình bóc liền đây. Cá lô đù chiên đó, món ăn quê hương đó, ngon chưa. Nói chung là người Việt Nam mình á, mặc dù ở đâu chi nữa cũng là vẫn thèm, vẫn thích những món này ha. Cho nên là cái này bò nết thêm nè. Bây giờ tính lên ăn bún riêu mà giờ chắc phải ăn cơm quá. Ăn cơm với cá chiên ngon cả nhà ơi. Ăn cơm với cá chiên, lát nữa bún riêu đem về. Đó, hấp dẫn quá. Đây nồi bún riêu chị đã nấu rồi nè. Đó, bây giờ bỏ riêu vô nè. Đó, thành nồi bún riêu cua nè ha. Có rau nè mọi người ơi, quá trời ngon luôn nè. Rau muống với lại kinh giới ha. Kinh giới bún riêu và không có kinh giới là không gọi là bún riêu. Cho nên là bún riêu là quá ngon. Đây, chuẩn bị gỏi nè mọi người. Gỏi chị là rất là chu đáo. Mắm. Chị yêu rất là chu đáo, được có một cái là em chiều cái gì, cứ như là em thích cái gì, ăn cái gì là chị chiều liền. Hôm qua lật đật đi chợ liền. Xin chào cả nhà nha. Ngày hôm qua là lễ Easter. Ngày hôm qua là Easter cho nên lên đi ăn với chị Hạnh. Mà hôm qua đi ăn cái cả nhà chị không có như là ăn tiệm sắm. Vô cắm đầu cắm cổ ăn ngon quá, không quên chụp hình không quay phim làm gì chứ. Dạ, cho nên là qua ăn xong rồi cái chị Hạnh hẹn chị nói là thôi Linh chị đi chị nấu bún riêu cho ăn, cho nên là thế là ngày hôm nay mình phải chạy lên mình ăn bún riêu đó. Hôm nay là mình lên mình ăn ké nha cả nhà nha. Rồi chút xíu mình sẽ cho mọi người chụp từng món cho mọi người xem. Thì bây giờ mình chỉ chia sẻ với mọi người là mình mới vừa lên nhà chị Hạnh, mới vừa lên tới nhà đó, vô thấy hấp dẫn quá quay chia sẻ với mọi người liền đó. Anh chủ nhà anh đi rồi, không có nhà có hai chị em à. Thì đây nhà chị Hạnh thì mình đã quay cho mọi người xem rồi đúng không, thì hôm nay lên quay tiếp cho mọi người xem. Đây ngoài sau nhà chị Hạnh, em đi đâu mà em thấy vườn tược em khoái lắm, mát vậy nè. Cái này không lạnh chứ, cái này mà trời lạnh chứ không lạnh, ra ngoài đây ngồi nè ăn mát lắm. Em thích ra ngoài vườn ngồi ngắm đó. Đây bún riêu. Hôm nay lâu lắm không có ăn mấy cái món này, để có một mình nè chị biết không. Hồi trước ở nhà ở dưới kia có một con trai em á, lâu lâu em còn nấu cho nó ăn thì đó. Bây giờ về đây á mình nó làm biến nấu á, thành ra thôi giờ có muốn ăn gì lên đây chị em lên đây ăn cho nó vui. Chị Hạnh nấu ăn còn không, bữa nào mà em nấu gì ngon ngon á em hú chị đó, anh chị chạy lên em. Mà tại vì á trời, giờ hẹn cả nhà chút xíu nữa mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Bây giờ là mình chuẩn bị đây, đây là cá chiên, đây là dĩa gỏi. Ôi ơi, gỏi hấp dẫn không mọi người. Đây là chén nước mắm ớt. Đó, đây là dĩa rau muống. Ôi trời ơi, xong rồi. Trời ơi, thiệt tình đó chị ơi, tan quang. Con nhỏ em nó báo hại bà chị. Nó nói nó muốn ăn bún riêu làm chi, chứ bây giờ đổ bể vậy là rồi xong. Vậy cái thố này đâu không có nắp rồi sao? Trời ơi, cái thố đẹp vậy mà bể cha nó cái nắp rồi. Cho nó đi vậy hả, cũ hả? Cũ rồi. Trời ơi, coi nè. Để chị múc ra. Đó, lấy cái thố ra để múc ra để quay phim nè, chụp hình cho mọi người xem là rốt cuộc bể cái sản luôn. Trời ơi, ổn ghê. Có chả cá này nè. Ngon quá ha. Chả cá. Quá hấp dẫn luôn. Chả cá đây Việt Nam qua hả? Chả cá Việt Nam luôn. Trời ơi, quá ngon luôn cả nhà ơi. Đó. Đó, hấp dẫn chưa? Đó. Đây gỏi múc ra rồi nè. Đó. Đây chị Hạnh nấu nè, chị Hạnh nấu ăn ngon lắm. Nấu món gì ăn cũng ngon hết trơn đó. Bây giờ mình đợi anh Peter về thì mình sẽ ăn. Tớ bụng nãy cho em đang lái xe, vừa lái xe mà vừa tưởng tượng tới tô bún riêu. Nó ngon. Chị cũng nói bụng mà chị đợi đó chứ. Nó ngon ơi là ngon đó. Chị đợi ăn chứ không biết sao không. Mình ăn trước hết ngon rồi. Dạ, chở anh đi về đi chị, chở anh về đi. Gấp gáp gì đâu, đó bụng càng đói ăn càng ngon có sao đâu. Đó, giờ chờ anh Peter về là mình sẽ ăn và mình dọn ra nè. Đó, hấp dẫn chưa cả nhà? Quá ngon chưa? Đó, mời cả nhà ăn bún riêu nè, cơm với lại cá chiên, cá lù đù chiên nè. Cái này chị mua cá tươi chiên hay là mua cá khô một nắng? Tươi. À, cá tươi muối chiên hả? Ngon ha. Đó, ngon lắm.
ăn cái này nó giống như là cơm Việt Nam của mình, hấp dẫn một cái đường. Tính là ăn bún riêu thôi nhưng mà giờ mình sẽ ăn một miếng cơm là một miếng bún riêu nè, đó quá trời ngon luôn, hấp dẫn vô cùng. Trời ơi, uổng quá tự nhiên bị bể cái nắp rồi chị. Trời ơi thiệt tình báo hại. À, bún riêu đó, đây là ngoài trước nhà chị Hạnh. Hôm nay trời đẹp quá, mát dễ sợ. Hôm nay trời nó giống giống mùa thu á, mát mát lạnh lạnh thì đó, mát mát lạnh lạnh, mát mát mà mát ghê luôn á, mát lạnh luôn á, bữa nay là mát lạnh luôn á. Cho Yến với Trâm thèm nha, cho Yến với Trâm thèm nha. Bạn nào mà muốn ăn đồ chị Hạnh nấu đó, có mình bạn Chi là được rồi, Vinh Hạnh là ở gần đây nè, muốn ăn là chè xẹt lên nè, cho Yến với Trâm thèm chơi. Nó quay lên cho Yến với Trâm thèm. Đó, đây là một cái bàn tiệc quá ngon. Đó, rau muống này bây giờ chuẩn bị sẽ đem đi trụng nè mọi người. Đó, bún riêu với lại cơm với lại cá chiên thôi. Đó, rất là đơn giản, món ăn này là món ăn Việt Nam. Đó, đó, bây giờ mình trụng rau muống xong rồi mình sẽ ăn. Đó, ngon ghê chưa cả nhà. Đó, rất là ngon luôn. Muốn em pha trà hôm qua chị. Dạ. Đó, dạ. Honey ơi. Ôi ơi, Honey ơi, ghê quá. Honey ơi. Trời ơi, nghe mà tự nhiên mà muốn rụng rời luôn à, ngọt quá. Honey ơi. Vicky ơi. Vicky ơi, hello chủ nhà. Chị ơi. Chị ơi. Hello Peter, how are you? Okay. Vô tới nhà làm. Vicky ơi. Honey ơi, ngon quá. Delicious. Shrimp soup delicious. Đây anh chủ nhà mới vừa về tới. À, chị chủ nhà mới vừa cái gì là một cái sản. Trời ơi uổng ghê luôn. À, bây giờ là tới giờ ăn rồi. Đó, bây giờ mình sẽ ăn trưa đây nha cả nhà. Salad, we can eat the salad first and then the rice or the soup whatever you want. Đó, bây giờ mình sẽ thử cái này trước nè. Chị có cái đồ gấp á chị? Có cái đồ gấp gỏi á, dạ cho em cái đồ gấp đi. Soup most definitely. This is salad. I love salad. À, cái này là salad nè. À, gỏi. You can eat how much you want, you can. Đó. Đó, salad. Chủ nhà thử salad. Chị có anh có bao giờ anh ăn mấy cái salad này không chị? Chị có làm cho anh ăn bao giờ chưa? Chị thấy người Việt Nam ăn bất trời mà nhiều mà nó ít hơn. Vậy hả? Shrimp salad. Này chị trộn với tôm thôi đúng không? Có thịt không? Tôm với thịt luôn hả? Tôm thịt. Trời ơi, hấp dẫn quá đầy đủ. Mới đầu nhìn giống ngó sen ha. Này là gỏi là củ hủ dừa. Gỏi củ hủ dừa nha cả nhà. Trời ơi, em đi lấy, em đi bỏ gỏi vô trong cái tô mới ghê chứ. Em thấy ảnh bỏ vô cái dĩa em mới nhớ, vừa quay phim mà vừa nói chuyện. Đó, rồi ăn đi chị, ngồi xuống ăn đi. You okay? Try your food, try your salad. Chị soi lên để chị đẩy nắp lại. Soi lên mình ăn bún. It's good. It's good. Yeah, it's good. Đó, anh người Mỹ mà ăn gỏi Việt Nam là cả nhà. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cả nhà mình sẽ ăn nha, ăn trưa. Đây là bữa ăn cơm trưa tại nhà của chị Hạnh. Đó. Enough. Enough. Rồi chị ăn đi, em tự gấp nha, em tới ăn em tự gấp đó. Rồi mời cả nhà ăn trưa nha, bữa ăn trưa với mình nha. À, gỏi củ hủ dừa với lại bún riêu với lại cơm với cá chiên thôi, đơn giản thôi ha. Rồi đó, mời cả nhà. Cảm ơn chị Hạnh, cảm ơn chị yêu, nhờ chị yêu có được nồi bún riêu.